bác năm nay nhiêu tuổi rồi? Hả? 72 tuổi. Bây giờ một ngày là mình bán được bao nhiêu tờ bác? Bán 70. Ủa sao bác bán ít gì vậy? Bán đêm không à. Bán ngày lên máu. Dạ. Là coi như bác chỉ bán một buổi thôi. Một buổi tối này không à, chứ sáng một ngày nó tăng xong. Dạ. Tăng. Một ngày mình lời có 70.000 rồi bác có đủ sống chi phí không? Đủ. Nó tạm đủ thôi chứ còn bữa nào sao bữa nấy á. Mà bác là sử dụng cái này là bác ở nhà mình hay là ở nhà trọ? Ở nhà mình. Dạ. Ở nhà hộ nghèo. Dạ, mà bác có gia đình con gái vợ có đứa con gái mà nó bị hư đau mắt á. Dạ. Nó bị sốt xuất huyết Nhật Bản á, rồi hai con mắt không thấy đường, giờ thấy được con. Trời, thế thường dữ vậy hả? Trở lên bệnh viện động nhi đồng 1 trong chữa. Dạ. Rồi năm nay con bác bao nhiêu tuổi rồi? Nó 25 tuổi rồi. Mà không có làm được gì, không có làm được công ty, không làm được cái gì hết á. Làm kém mắt kém không có làm được gì đâu mà thấy đường đâu mà làm. Vậy là bác bán cái này là bác lo cho con của mình. Hai cho con hữu hỷ. Ủa còn vợ của mình đâu bác? Mất rồi, qua đời rồi. Dạ. Rồi một ngày 70.000 như vậy á thì bác mua cái gì để hai cho con sống? Hai cho con ăn cũng chắc chiêu hụt dịch rồi canh bầu rồi. Một trái bởi bí cắt tầm 2 ngày. Trời ơi. 5 ngày mà ăn được 2 ngày nấu canh ăn 2 ngày. Rồi đồ ăn mặn là bác mua cái gì? Mặn thì ăn chay thì nhiều. Dạ, chủ yếu là ăn chay. Cho nó tiết kiệm chi phí phải không? Chi phí. Chứ có 70.000 một ngày lời mà còn nhiều thứ ăn lo nữa. Ông mì gói nhiều. Chắc mua thùng mì ăn thôi à. Dạ, người ta tặng cho bác hay bác mua? Ông mình mua với mà tặng cũng có. Dạ. Mà tặng ít lắm, lâu lâu mới có dịp gì mới có tặng thôi chứ bình thường mình phải mua. Dạ. Mấy ngày gần tới thì bác có mua gì để con gái với bác ăn không? Bác mua gì rồi? Có người ta giúp cho được 5kg gạo chứ ở bên đứa chịu đứa chí á. Dạ. Cho bánh quà kẹo. Dạ. Với hai chai nước ngọt. Dạ, vậy là nồi thịt kho hột vịt là bác chưa có mua. Mà bác có thèm thịt không hay là bác thèm cá gì không? Có thèm thịt, cá thì cũng có ăn lây gai hoài, có đổi qua đổi lại. Dạ, nhưng mà cá biển rồi, cá nục đồ ăn bậy rồi chứ mua đâu có dám mua cái ngon đâu. Dạ, rồi nghe thương quá. Rồi thì bây giờ là thịt kho hột vịt là bác chưa có mua đúng không? Dạ, hôm nay thì con sẽ thay mặt một chị nhà hảo tâm ở bên Mỹ có phần lì xì tặng cho bác. Tặng cho bác một nồi thịt kho hột vịt nha. Dạ, thì con thay mặt chị ấy tặng cho bác phần quà của ít lòng nhiều. Mong bác năm mới sức khỏe và muôn mai bán đắt. Con thay mặt chị ấy tặng cho bác 500.000. Bữa nay bác nhận được phần quà này thì bác cảm giác như thế nào? Cảm giác này chung chướng quá, không bất ngờ. Cảm giác bất ngờ mà không ngờ được, vậy là thấy mừng quá trời rồi. Dạ. Bác có nhắn gửi gì với chị ở bên Mỹ không? Người ta tặng cho bác. Gửi lời thăm nhà hảo tâm. Cảm đã giúp bác. Cho tôi qua được cái Tết vui vẻ. Dạ. Có mua được nồi hột vịt cho ăn. Chúc bác nhiều. Năm mới sức khỏe và gia đình ngon miệng. Rồi, cảm ơn. Nhất là chúc con của bác sẽ phục hồi sức khỏe trong năm mới. Rồi, chúc cô gì bên Mỹ là chú gì? Dạ cô. Cô bên Mỹ được dồi dào sức khỏe, ăn khang thịnh vượng để mà vừa làm từ thiện cho cô bác nghèo được hưởng. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn bác. Rồi chúc bác sức khỏe nha. Dạ. Dạ, hôm qua bán đắt. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Cô hả? Dạ. Cô 6 mấy rồi. 6 mấy vậy cô? 65 tuổi. Dạ. Con heo. Dạ. Rồi mấy ngày, một ngày cô bán được bao nhiêu tờ? Bán có 100 mấy à. Ủa sao cô bán ít vậy? Dạ, tại cô không biết chữ biết số chân bán kiếm ăn. Dạ, kiếm... cô không biết chữ. Không biết chữ mà không biết số. Không biết số luôn. Dạ. Rồi tính tiền cô biết không? Tiền thì biết. Dạ. Biết xài. Dạ, dạ, tiền thì biết xài. Dạ. Dạ. Mà quê cô ở đâu lận? Dạ, quê tới Mỹ Tú lận. Mỹ Tú là Sóc Trăng. Mỹ Tú Sóc Trăng. Sao cô quyết định lên Hậu Giang này bán? Mà ở đậu với nhỏ con gái nó thâu chồng rồi nó lên đây mướn nhà trọ, nó nuôi hai đứa con nó. Dạ. Rồi cái ổng ở nhà ổng giữ hai nhỏ đó, cái cô đi bán nuôi ổng. Ổng nhớ cái giò, ổng teo cái giò. Dạ, vậy là một tháng là cô đóng bao nhiêu tiền nhà trọ? Một tháng đóng 1 triệu. Dạ, là bốn người ở. Dạ. Dạ. Mà 4 người ạ. Dạ. Dạ. Rồi con gái cô bây giờ đi làm công việc gì? Cũng đi bán số. Dạ. Dạ. Mấy ngày gần Tết á thì cô với con gái có chuẩn bị gì cho gia đình chưa? Dạ chưa, không có tiền của bạc gì trơn chú ơi, không gì ăn Tết luôn chú ơi. Dạ. Dạ, vì ăn Tết buồn quá, không có tiền mà mua đồ ăn mà cúng cha cúng mẹ mà về chi. Dạ. Dạ.
còn nếu thiệt, cái đó dạ, là nó thiệt. Dạ đúng rồi. Dạ bán có nhiều chỗ là cầm hoài nè chú. Dạ. Dạ. Còn nếu mà mình ở nhà trọ đây thì mình cúng cha mẹ được không cô? Dạ cũng cũng cúng đại gì cũng như mình nghĩ tình thương cha mẹ rồi mình cúng gì đó, có gì cúng nấy gì đó. Dạ đúng dạ, rồi. Dạ. Con thấy con mắt cô bên đây nó hơi bị kéo mây, cô còn thấy rõ không? Dạ cũng không có rõ cậu như ngày hôm qua bán số cái phố tiền hay là góp tiền gì á, mất hơn 100 ngàn. Trời ơi, lỗ luôn rồi. Lỗ luôn rồi. Dạ. Dạ. Giờ bán ngày nào thì ăn ngày nấy mà vậy là bị lỗ rồi. Bởi vậy dạ, đó là những cái xui rủi mà không có tránh được. Dạ. Dạ. Chứ dạ, chứ lộn ta thì chắc người ta cũng cho lợi. Dạ đúng rồi. Mà này chắc mình góp định dạ, là mình bóc ra rồi mình góp cậu. Dạ. Dạ. Cô thấy cô rất là thương. Dạ. Cô cũng nghĩ và thông cảm cho người khác. Dạ. 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 Thì nếu mà Tết này á, là ngoại trừ cô mua đồ cúng cha mẹ thì cô còn có muốn mua gì khác không? Yêu cậu mình có tiền mình cúng cha mẹ là mình mừng rồi đó cậu. Dạ. Chứ mình không biết làm sao nữa. Dạ. Bởi vì lỡ có 100 ngàn cái sáng phải ăn ổ bánh mì rồi phải uống ly nước một cái gì rồi cái hết 20 ngàn rồi còn 60 ngàn à. Dạ trời. Dạ. Dạ đúng rồi. Tính ra rồi trả nhà trọ nữa chứ đâu gì chịu nổi, ý là ăn ổ bánh mì là 10 mấy ngàn đó nghe. Dạ đúng rồi. Dạ. Bây giờ thì nó cũng đâu có rẻ như ngày xưa. Dạ. 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 Chứ bây giờ vật giá nó cũng leo thang. Dạ. Thì hôm nay con chia sẻ với cô nghe. Dạ. Nhân dịp năm mới sắp tới. Dạ. Con thay mặt một cô ở bên Mỹ. Dạ. Sẽ tặng cho mình. Dạ. Một cái nồi thịt kho hột vịt. Dạ. Cũng như bông trái cây. Dạ. Để cho cô rước cha mẹ. Dạ. Về dạ, ăn Tết với dạ, mình dạ, trong ngày 30 Tết sắp tới. Dạ. Là 2 ngày nữa. Dạ. Thì con thay mặt cô ấy tặng dạ, cho cô 500 ngàn. Dạ trời, trời chú ơi, tôi mừng thiệt á, tôi muốn không lẽ mà tôi khóc chứ mừng nhiều lắm luôn chú dạ, ơi, chứ làm gì có được 500 ngàn chú. Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ, dạ. Thì cảm cô ấy chú, gửi tặng cho cô 500 ngàn dạ, để cho cô được ấm lòng hơn trong dạ, những cái ngày xuân sắp tới. Dạ, cảm dạ, ơn chú. Dạ, dạ. Cô dạ, nhắn gửi gì với cô ở bên Mỹ không? Nhắn cảm ơn dữ lắm mà tôi không biết nói gì lên là dạ, gì. Dạ. Chúc cô mạnh khỏe chúc... sống mãi đi. Dạ. Chứ không biết sao nữa. Cảm ơn cô. Chúc dạ, cô năm mới sức khỏe và dạ, mùa mai bán đắt. Dạ. Và nhất là trong ngày 30 sắp tới dạ, đầm ấm hơn bên gia đình của mình. Dạ. Năm nay đầm ấm được 500 ngàn này là đầm ấm rồi đó chú. Dạ. Thiệt. Dạ. Dạ. Hy vọng sẽ gặp cô năm sau. Dạ. Cô dạ, em. Dạ. 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 Cảm ơn chú nhiều dạ, lắm chú. Xin phép chào dạ, cô nghe. Dạ. Tôi cũng chào chú nha. Chú cảm ơn ơi, cô. Chú thiệt chú, chứ tôi không biết chú đâu mà tôi xin đâu chú ơi chú. Dạ đúng dạ, rồi. Dạ. Đúng thì rồi, con chú, gặp cô là tùy duyên. Dạ. Dạ. Có dạ, duyên thì con với cô mới dạ, gặp nhau. Dạ. Như là Tết năm nay cô được may mắn gặp cưng cho cô được 500 ngàn. Dạ. Mua đồ cúng cha mẹ là mừng dữ lắm luôn. Dạ. Với hai nữa chồng con mình cũng được mừng. Dạ đúng rồi. Dạ. Cũng về được mừng, được ăn Tết vui vẻ. Cảm ơn cô. Dạ. Rồi, con chào cô dạ, nha. Dạ, chào chú. Dạ. Dạ. Thì cô muốn rớt nước mắt rồi chú. Dạ. Đó. Tích cho đây nè chị. Chị năm nay nhiêu tuổi rồi? Em 40. Chị cho em xem mặt có được không? Dạ được. Dạ. Bây giờ một ngày là chị bán được nhiêu tờ? Dạ, 120. À, bán vậy thì chị có lo cho ai không? Dạ, có, lo cho con trai. Dạ, con chị là có mấy đứa bé lận? À, ông xã chị làm công việc gì? Ảnh hả? Ảnh bán đồ ăn giặt ở Nguyễn Trãi á. À, rồi chị bị như thế nào mà mình ngồi xe này vậy chị? À, bị lúc suốt bài liệt ngày xưa á. À, dạ. Mà Tết mà sao chị bán ít chứ vậy? Tại đại lý chị giao nhiều á, nó đâu có nhiều đâu. À, bán hết thì chị nghỉ sớm ha. Dạ, đúng rồi. Mấy ngày gần Tết thì chị có chuẩn bị gì để cho gia đình mình đón Tết chưa? Chưa chuẩn bị gì hết á. Chưa chuẩn bị gì hết? Dạ. Dạ, là chị đợi tới ngày nào chị mới mua? À, đâu có gì đâu mua. Theo như chị, nếu mà chị muốn mua là chị mua cái gì trong cái dịp Tết này? Dạ, không biết mua gì luôn. Không biết mua gì. Chị ở nhà đây là nhà chị hay là nhà trọ? Nhà trọ. Nhà trọ, một tháng gì đóng bao nhiêu chị? 600 ngàn ha. Hôm nay thì em chia sẻ với chị nha. Nhân dịp năm mới sắp tới, em thay mặt ba nhà hảo tâm là cô Lan, chú Dũng với cô Chi sẽ tặng cho chị phần lì xì, phần quà nho nhỏ nha, để tạo cho chị một cái niềm vui, hoặc là chị muốn mua cái gì để đón gia đình của mình trong dịp Tết năm mới sắp tới, em thay mặt ba cô chú tặng cho chị 500 ngàn. Dạ. Rồi, chúc chị năm mới sức khỏe và mua mai bán đắt nha. Em cảm ơn anh nhiều. Dạ. Có vẻ dạ, nhưng mà chị thấy tuổi thân ha.
Dạ, để thằng ra là chị xúc động. Rồi, thôi chị với anh sức khỏe nha. Giờ mua em bán lắc. Rồi, em xin phép chào chị nha. Rồi, em chào xong tấm lòng của dạ ba cô chú rồi. Bây giờ em sẽ tới tiến hành của chị Jennifer. Dạ, chào chị. Dạ, chị ấy xúc động khi nhắc tới hoàn cảnh của mình. Nhật Minh mến chào cô chú và anh chị. Hôm nay là ngày 7 tháng 2 năm 2024. Tính theo âm lịch thì bữa nay là ngày 28 Tết rồi cô chú anh chị. Hiện tại thì bây giờ cũng khoảng đâu đó là hơn 5 giờ chiều. Thì em đang ở tại thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì em mời cô chú anh chị cùng đi chợ Hoa Xuân tại Ngã Bảy, Hậu Giang chung với em nha. Để sẽ tiến hành trao tấm lòng của cô Lan, chú Dũng và cô Chi. Cái số tiền em còn giữ là 500.000. Ngoài ra thì của cô Jennifer Lý ở tại Nam Cali là 300 đô, 7.500.000. Em sẽ thay mặt tấm lòng cô chú hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn nơi đây. Và mời cô chú anh chị đi cùng chợ Hoa Xuân chung với em ha. Cô chú anh chị thấy em ngắt video tại sao không ạ? Tại vì mẹ bản quyền ngay chỗ sân khấu ở chỗ thị xã Ngã Bảy nè, là mở quá trời lớn luôn. Thành ra là em không có dám quay liên tục là như vậy. Để em cắt, em hạn chế đến mức tối đa thôi. Thì đây là một trong những cái thị xã mà em thấy là đường Hoa Xuân cũng tương đối khá là đẹp. Đó là lý do mà em muốn trao tấm lòng của nhà hảo tâm cũng như muốn giới thiệu với cô chú anh chị về quang cảnh chợ Hoa Xuân ở tại đây ha. Dạ, đây là một trong những cái tiểu cảnh chụp xuân. Đây những cái dừa được chiết vàng cũng như là tạo những cái đúng rồi, sơn của chú chị đó. Rồi sau đó được trang trí lên. Phải nói mỗi năm thì càng đẹp của chú chị. Thường thường ngày xưa là những cái dừa như thế này thì chỉ vẽ chữ lên thôi. Bây giờ thì có những cái tiểu phẩm để dán lên như hình chú cá chép, hình rồng, hình bông, vân vân. Cô chú anh chị thấy thì ở đây cũng tương đối rất là đông vui đúng không ạ? À, chỗ này bán dưa hấu nè, bán bưởi nè. Có thể nói thì ngày 28 như thế này thì là quá là cận Tết luôn rồi. Cũng không còn bao lâu nữa đâu cô chú anh chị. Chỉ còn một vài ngày nữa là chúng ta sẽ không thấy được cái quang cảnh này. Quang cảnh này chỉ xuất hiện vào trong cái dịp xuân thôi. Em mời cô chú anh chị đi cái này trước nha. Ở đây thì cái khu vực em đi đây thì cũng là cái khu vực mà thường xuyên diễn ra về những cái hội chợ ở tại thị xã Ngã Bảy. Em có thể thấy là như thế này. Đối với chợ Hoa Xuân á, thì những cái người khó khăn mua bán á, cũng bán nhưng có vẻ như là không có nhiều của chú anh chị. Có vẻ như là họ bán ở tại những cái quán nước bán được hơn á. Và những người đi coi hoa, những người đi mua hoa thường ta ít mua với số hay sao á. Nhưng mà thôi, để hôm nay em gieo duyên với tấm lòng của cô chú anh chị đến với cho bà con ra đây ha. Tại em nhìn khung cảnh thì tự nhiên em muốn trên đường mà từ Bạc Liêu em về á, em chạy ngang, em nhìn khung cảnh thì tự nhiên em muốn dừng lại em quay theo cái cảm xúc. Bởi đó lý do vì sao em thường thường á, em ít có lên lịch lắm. Em đa số thì coi như là mệt quá thì ngủ, ngủ sáng dậy tính tiếp. Chứ em không có lên lịch. Rồi khi mà thức dậy xong rồi bắt đầu em tính tới ngày mai. Đứng kế mấy cây hoa này á, mai này thấy nó thơm ghê luôn.
sau ra là em thấy đường Hoa Xuân ở tại ngã bảy này nó cũng tương đối khá là dài nha cô chú anh chị. Thì ra mấy cây này người ta hay gọi là cúc thọ hương. Em thì em gọi là hay gọi là cúc mai, tại em thấy ở ở Vĩnh Long mà những người bán đây thì người ta gọi là cúc mai, còn ở đây là những cái mai truyền thống nè cô chú anh chị. Mấy cây cúc thọ hương này là 200.000 một cây. Mấy cây này thì nó cao tầm khoảng từ 4 tới 5 tấc. Du khách đang lựa mua khá là nhiều. Tại gần như bây giờ là công nhân viên chức thì cũng đã làm xong cái ngày cuối cùng của trong năm rồi. Tính theo âm lịch bây giờ ai cũng được nghỉ với rút tiền là bắt đầu mua sắm rồi đó cô chú anh chị. Ăn thua là cái chợ tối nay và cái chợ sáng chiều tối ngày mai. Bán được hay không là những người dân là sẽ tập trung vào một ngày rưỡi cao điểm còn lại. Còn buổi sáng ngày 30 là thường cái chợ đó người ta hay gọi là chợ dành cho người có thu nhập thấp đó cô chú anh chị. Cũng tội lắm, tại vì ai cũng mong muốn có một cái sự khởi đầu năm mới nó tươi đẹp như hoa. Thành ra là những hoàn cảnh khó khăn họ đợi tới ngày đó thì hoa cái giá nó thấp xuống một chút thì họ mới có khả năng họ mua để họ trưng trong gia đình đón Tết. Bình thường nếu mình không chinh thì không chinh thì cũng không sao hết. Dạ, tuy nhiên thì đó là cái tục lệ thông lệ truyền thống của người Việt Nam của mình là như vậy. Quý chị thấy đẹp không? Đẹp dữ lắm luôn á. Sao nãy giờ em không thấy ai bán vé số gì hết trơn à? Thường mà cô chú anh chị đi những cái chợ sáng á, vào trong chợ thì người ta sẽ bán rau, những người lớn tuổi sẽ bán rau là nhiều. Còn đối với khu vực mà đi chợ Hoa Xuân nha, thì cô chú anh chị chỉ có thể là tìm kiếm những cái hoàn cảnh mà bán vé số thôi. Ở đây ở thị xã Ngã Bảy này em thấy có một cái điểm khác biệt ha, là những cái người mà chở hoa bằng xe cô chú gì cũng có nhiều lắm ha. Hoa giấy 400.000 một cây. Chú anh chị thấy thì gốc cũng khá là đẹp ha. Chiều cao này tầm 1m hoặc 1m2.
chí, này có 100 ngàn một chậu rồi cô chú chị. Nhiều khi có mấy cây bông giấy em thấy có 70 ngàn mà cái chậu này hết bao nhiêu tiền rồi, mà cây này nở luôn bán con 100 ngàn. Đông vui thật sự luôn á cô chú nhỉ. Em cũng đang cố gắng em hoạt động hết năng sức luôn để trao tấm lòng của chú anh chị đến với bà con khó khăn. Tuy nhiên thì em cũng chia sẻ luôn với cô chú anh chị ha, là có những cô chú anh chị mà gửi cho em nó cận ngày quá đó, thành ra là em khó sắp xếp, thì nếu mà em làm không kịp thì em vẫn tiếp tục làm vào những cái ngày mùng. Thành ra là cô chú anh chị thông cảm giùm em nếu mà ai đã gửi cho em cận ngày quá, tầm 25-26 mà em nhận thì thật sự cũng khó mà để em gửi đến trong cái Tết này. Tại vì được tình yêu thương của cô chú anh chị ở xa mà gửi cho em từ hồi những cái khoảng thời gian mà tháng 11 luôn. Thành ra nhiều khi là em nhận nhiều quá, em làm không kịp đó, thì cô chú anh chị cũng thông cảm. Những ai mà gửi trước ngày 25 thì gần như em đều làm được hết. Còn mà từ 25 Tết trở đi thì nó hơi khó cho em, nhưng em vẫn nhận và em trao tấm lòng của cô chú anh chị vào cái khoảng thời gian tiếp theo. Cầm gì tới mà cũng khó khăn đâu ta. Ngã bảy bây giờ là một trong những cái khu mà thị xã mà cũng rất là tấp nập, đông vui. Thấy lô của anh này nó khá là trống rồi, chắc có lẽ là bán cũng được lắm nè, một vài cây ngoài rồi thôi. Lô của chị này bán cũng gần hết rồi. Người nào hết thì mừng cho người ấy. Phải nói là trong cái thời điểm mà mua bán khó khăn như thế này, là những cái lô trống trống như thế này là đã thành công rồi nè cô chú chị ha. Hôm nay ngày 28 rồi, hôm nay là không ai lên bông nữa đâu. Lên là tao nó lên ngày 27, 26. 27 là trễ nhất rồi. Có điều ở ngã bảy này em cảm nhận là cái việc mua bán nó cũng tương đối khá là dễ dàng á, thì nó có hai cái lề mà nó cũng sát cho người dân, là có thể là mua ở bên lề bên kia hoặc bên lề bên đây đều được hết. Bông bông chị ơi, em kêu giùm. Cây mai ở đây cũng gần hết này của chú chị. Đây hết chủ chất người ta để đó đỡ rồi.
cái lô này cũng trống rồi nè cô chú anh chị. Khu này là một trong những cái khu mà mua bán cũng khá là sầm uất vào buổi tối về đến những cái quán cà phê của chú anh chị. Đây thấy có một bạn mới chạy chiếc xe chở bông thôi. Khúc dưới này là bông đẹp còn rất là nhiều. Do cái khúc dưới này thì nó cũng tương đối là nó khá xa cái khu vực ở trên. Khúc này khúc gần cuối rồi cô chú anh chị. Mâm xôi 150.000 một cặp. Và hướng dương. Nói chung mà buổi chiều đi thì quá là mát mẻ và quá là thoải mái luôn. Không nắng, người thì đông, vui nữa. Tuy nhiên thì không phải lúc nào em cũng có những cái khoảng thời gian quý báu như thế này. Nhiều khi sáng quay đẹp nhưng mà hơi kỳ, tại chưa mở hàng. Buổi chiều quay thì thiếu nắng thì hơi bị tối. Đây, những chậu người họ là bự lắm này cô chú anh chị. Cái lề này cũng rất là to. Bên đây thì cô chú anh chị cũng có thể thấy là những cái kiosk nhỏ nhỏ của những người bán nè. Kiosk số 1, số 2, số 3, là 4 rồi vân vân. Vườn mai của anh này thì tương đối là nở khá là nhiều. Tuy nhiên thì nó tạo lên một cái quang cảnh là màu vàng rất là đẹp đúng không cô chú anh chị? Thì nó nở hơi sớm một chút. Đối với những ai mà chơi mai ấy, người ta chơi gốc thì người ta sẽ mua với những cái nụ xanh xanh thì nó cũng còn đó. Bông một gà nãy giờ thấy cũng ít có người bán. Thấy có một cái xe bông cũng đang xuống nữa. Kem, bán bánh tráng, bán cà phê.
trà sữa vân vân. Em thấy những cái ốt đa số là bán những cái món như vậy. Phút này là tới cuối rồi cô chú anh chị ha. Giờ em quay lại nhưng mà em đi hướng bên kia. Nãy giờ chưa ai mở hàng cho em hết. Em cũng đang nhìn để tìm kiếm hoàn cảnh khó khăn mà chưa thấy. Chú anh chị thấy ở đây á, người dân ngã bảy mua hoa họ thường là chở về như thế này á. Em nghĩ thành ra nhiều khi nó cũng ít có người mà chở hoa thì phải, chỉ có những cái cây mai á là khó chở hơn. Rồi coi như anh này anh chở ra để mấy chậu nha, 2, 4, 6, 6 hay 8 chậu gì. Giờ này anh em mới xuống lô, nó không biết anh bán được không. Cũng hy vọng anh sẽ bán được. Mấy cái bông này thì nó khá là nhiều cánh và nó cũng khá là to nè cô chú chị. Đây người ta ngủ trong mấy cái lều như thế này để cho mũi được chích nè. Có những cái lều ngủ như là cái lều bãi của em bé bãi mùng vậy đó cô chú anh chị. Đúng rồi, người dân đây em thấy người ta tự chở là nhiều ha. Hôm nay có 15.000 chậu rồi cô chú anh chị. Dừa này 80.000 một chậu. Mấy cái bông này là tiểu cảnh, còn khu vực bông dưới là của người bán. Mấy cây mai này chắc chắn là nở đúng ngày nè. Tuy nhiên thì em thấy vẫn chưa có khách để sở hữu. Em thấy thời điểm hiện tại thì thấy bà con bán cũng tương đối là được á. Cảm ơn hả?
mai này thì nó bông nhiều, nhưng mà anh thấy nó cũng khá giống mai truyền thống, nó cũng nhiều hơn mai truyền thống chút xíu thôi. Ủa em nhớ chợ Ngã Bảy nha, hoàn cảnh khó khăn nhiều lắm mà sao bữa nay em không thấy vậy? Bây giờ cũng đâu đó gần 6 giờ rồi. Cống sáng thổi nhớ những ngày đầu tiên thì em mới quay cái cảnh lặt lá hoặc là những cái nụ tầm xuân nó mới ra, mà bây giờ mai ra số là đã nở hết rồi, có thời gian trôi đi một cách rất là nhanh luôn. Là cái cuộc sống này thật sự là có ý nghĩa khi mà cô chú anh chị dùng cái công sức của mình làm ở xa quê hương mà giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Có những cái cây mai này nụ nó cũng nhiều nhưng mà lá nó chen vô nhiều khi nhìn nó hơi khó luôn chứ chị nha. Đây nè chị năm nay nhiêu tuổi rồi? Em 40. Chị cho em xem mặt cho được không? Dạ được. Dạ. Bây giờ một ngày là chị bán được nhiêu tờ? Dạ 120. À, bán vậy thì chị có lo cho ai không? Dạ có, lo cho con trai. Dạ, con chị là có mấy đứa bé lận? Có thằng mà. À, ông xã chị làm công việc gì? Ảnh hả? Ảnh bán đồ ăn giặt ở Nguyễn Trãi á. À, rồi chị bị như thế nào mà mình ngồi xe này vậy chị? À, bị lúc sốt bà liệt ngày xưa á. À, dạ. Mà Tết mà sao chị bán ít chị vậy? Tại đại lý chị giao nhiều thôi à, nó đâu có nhiều đâu. À, bán hết thì chị nghỉ sớm ha. Dạ đúng rồi. Mấy ngày gần Tết thì chị có chuẩn bị gì để cho gia đình mình đón Tết chưa? Chưa chuẩn bị gì hết á. Chưa chuẩn bị gì hết? Dạ. Dạ, là chị đợi tới ngày nào chị mới mua? À, đâu có gì đâu mua. Theo như chị, nếu mà chị muốn mua là chị mua cái gì trong cái dịp Tết này? Không biết mua gì luôn. Không biết mua gì. Chị ở nhà đây là nhà chị hay là nhà trọ? Nhà trọ. Một tháng chị đóng bao nhiêu chị? 600.000 ha. Hôm nay thì em chia sẻ với chị nha, nhân dịp năm mới sắp tới, em thay mặt ba nhà hảo tâm là cô Lan, chú Dũng với cô Chi sẽ tặng cho chị phần lì xì, phần quà nho nhỏ nha, để tạo cho chị một cái niềm vui, hoặc là chị muốn mua cái gì để đón gia đình của mình trong dịp Tết năm mới sắp tới.
em thay mặt ba cô chú tặng cho chị 500.000. Dạ. Rồi chúc chị năm mới sức khỏe và buôn may bán đắt nha. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Dạ. Có vẻ như dạ. Nhìn lại là chị thấy tuổi thân ha. Dạ. Để thật ra là chị xúc động. Rồi. Thôi chị giữ gìn sức khỏe nha. Và buôn may bán đắt. Rồi, em xin phép chào chị nha. Em chào xong tấm lòng của dạ ba cô chú rồi. Bây giờ em sẽ tới tiến hành với chị dạ Jennifer. Dạ chào chị. Dạ. Chị ấy xúc động khi nhắc đến hoàn cảnh của mình. Em sẽ chào tới tấm lòng của chị Jennifer Lý ở Nam Cali. 7.500.000 thì chú chị ha. Nhắc tới Tết chị cũng không muốn luôn. Chị cũng không muốn mua gì cả. Mấy lần em cũng phát ở Nga 7 rồi mà chị này hình như em mới gặp lần đầu thôi. Phải gặp nhau cũng là cái duyên phải không ạ? Em có chị ấy mở hàng rồi đó, để xem em gặp hoàn cảnh khó khăn nào tiếp theo không. Đây người ta cũng dùng những cái cây bánh để có những cây quà như thế này nè cô chú anh chị. Cây này thì 600. Tài lộc giống như hồi nãy em có quay chia sẻ với cô chú anh chị đó. Cô chú anh chị biết á, khi mà cái dịp mà xuân tới á, em cứ nghĩ là những cái chợ hoa xuân khác ở những cái tỉnh khác cũng giống như Vĩnh Long là người bán vé số họ sẽ bán tràn ngập trên đường chợ hoa xuân luôn, nhưng mà rốt cuộc không ngờ là không như cuộc sống không như em nghĩ. Những cái địa phương khác những người bán vé số họ có những cái cách bán khác nhau. Bởi thành ra bây giờ ngay cả ngã 7 là mặc dù người bán vé số nhiều lắm mà bây giờ em đi em kiếm thùng vàng là đỏ mắt luôn, cũng không thấy người khó khăn nữa. Chỉ may mắn lắm thì gặp chị đó là mới mở hàng cho em trong buổi chiều ngày hôm nay thôi. Trời bắt đầu có tối rồi đó cô chú chị. Tối nay người ta chưa mở đèn đó. Chiếu thủy 150.000 một cây. Hello. Vĩnh Long thì năm nay thì em mới có làm được một cái video thôi. Sáng ngày mai thì em sẽ xin phép cô chú anh chị em sẽ tiếp tục quay chợ hoa xuân ở Vĩnh Long mới được. Tại vì chợ hoa xuân ở Vĩnh Long
nó to, nó đông, nó vui, nhộn nhịp, và người khó khăn thì nói chung là em đếm không hết luôn. Bởi thành ra là em sẽ tiếp tục thay mặt tấm lòng của chú anh chị để hỗ trợ cho bà con khó khăn tại Vĩnh Long vào ngày mai. Tuy nhiên những người nào mà hay nhận phần quà của nhà hảo tâm thì em cũng sẽ không có gửi đâu, cô chú anh chị yên tâm ha. Dạ, tại em cũng rất là kỹ lưỡng trong cái mồ hôi nước mắt từ tấm lòng của cô chú anh chị làm ở xa quê hương. Em không có trao bừa trao đại hay nè, nó hết đâu. Ví dụ như cô chú anh chị có xem cái thốt nốt á, hay chỗ chợ thốt nốt á, mà tìm những hoàn cảnh khó khăn á rất là khó cô chú anh chị. Mà với nhà hảo tâm mong muốn là hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, thành ra là nhanh nhất thì em lại ngay chỗ tài lý với số là đúng hoàn cảnh khó khăn là ở tại đó. Chỉ có những người đi mua bán thường xuyên mà kiếm từng ngàn á vì cuộc sống á thì chắc chắn là không ai mà khá đâu cô chú anh chị ha. Nếu mà cô chú anh chị ở Việt Nam thì chắc cũng biết bán lời có một tờ, có một ngàn thôi. Nhưng mà nếu mà ai mà đếm vé số mua mà lỡ đếm lộn á, nó bị dính với nhau á, nhiều khi là họ bán 10 tờ họ lời có 10 ngàn thì họ mới mất một tờ, là coi như là họ không có còn lời tờ nào luôn cô chú anh chị. Cô chú anh chị thấy vấn đề mà khúc mâm xôi á, để chăm mà cho nó ra đúng thời điểm nó rất là khó luôn, không phải chỉ đơn giản đâu, mà chăm khoảng 5-6 tháng trước khi Tết không á. Mà bây giờ chỗ anh này thì nó cũng mới chớm nở thôi, không biết là có cần cách nào hay không để cho nó nở nhanh một tí. Trời bắt đầu tối rồi, đèn bắt đầu lên. Ở đây có một bà ngoại cũng đi đang du xuân ở đây. Đây thì bán có 50.000 một cặp này của chú anh chị, 25.000 một chậu. Chúng ta bán giờ giá này cũng là lỗ rồi đó. Một cái chậu là hết bao nhiêu rồi phải không ạ? Gì đó? Chú quay vô tớp hay gì hả? Chú quay vô tớp. Này con đi đâu đó? Dạ. Em còn báo đó. Quay con vô bông hả? Rồi cởi khẩu trang đi chú mới thấy được. Rồi nó kênh chú tên gì ạ? Nick YouTube của chú là Khương Nhật Minh. Khương Nhật Minh. Dạ. Minh. Trời ơi, ra quay phim luôn. Trời ơi, bán đồ bán Hòa Lan. Ba thường quá, tao thích vô video của chú chị mà nó mắc cỡ. Chỗ khách này có 190 này của chú chị. Cái này có 600.000 thôi, cũng khá cao, khoảng 1m8. Cái này cũng có chủ. Em thấy mà trong cái thời điểm mà kinh tế khá khó khăn này, đối với những cái chậu bông tầm mấy trăm ngàn á, là em thấy khá là dễ bán.
Trời ơi, chậu mai này có 80 ngàn rồi cô chú anh chị. Mai đó thì mai cũng 5-6-7 cánh gì đó, như là mai truyền thống thôi. Trời bắt đầu ngày tối rồi. Em thật sự nha, nếu bản thân em á, thì em sẽ cũng thích mua một cây màu vàng và một cây màu trắng. Em thích cái gì mà người ta cũng ít bán, ít không mua được, nó cũng có một cái ý nghĩa nó hay hay. Bạch mai và hoàng kim mai. Bác năm nay nhiêu tuổi rồi? Hả? 72 tuổi. Bây giờ một ngày là mình bán được bao nhiêu tờ bác? Bán 70. Ủa sao bác bán ít vậy? Bán ban đêm không à? Ban ngày lên máu. Dạ. Là coi như bác chỉ bán một buổi thôi. Một buổi thì tối này không à, chứ sáng ban ngày tăng xong. Dạ. Bán. Một ngày mình lời có 70 ngàn rồi bác có đủ sống chi phí không? Đủ. Nó tạm đủ thôi chứ còn bữa nào sao bữa nấy á. Mà bác là sử dụng cái này là bác ở nhà mình hay là ở nhà trọ? Ở nhà mình. Dạ. Tại gia hộ nghèo. Dạ, mà bác có gia đình con có, gái, có vợ đứa con gái mà nó bị hư đau mắt á. Dạ. Nó bị sốt xuất huyết Nhật Bản á, rồi hai con mắt không thấy đường, giờ thấy được con. Trời, thấy thường dữ vậy hả? Trở lên bệnh viện động nhi đồng 1 chống chữa. Dạ. Rồi năm nay con bác bao nhiêu tuổi rồi? Nó 25 tuổi rồi, mà không có làm được gì, không có làm được công ty, không làm được cái gì hết á. Làm kém mắt kém không có làm được gì đâu mà thấy đường đâu mà làm. Vậy là bác bán cái này là bác lo cho con của mình. Hai cho con hữu hỷ. Ủa còn vợ của mình đâu bác? Mất rồi, qua đời. Dạ. Rồi một ngày 70 ngàn như vậy á thì bác mua cái gì để hai cho con sống? Hai cho con ăn cũng chắc chiêu hụt dịch rồi canh bầu rồi. Một trái bởi bí cắt thầm 2 ngày. Trời ơi. 5 ngàn mà cắt ăn được 2 ngày, nấu canh ăn 2 ngày. Rồi đồ ăn mặn là bác mua cái gì? Mặn thì ăn chay thì nhiều. Dạ, chủ yếu là ăn chay. Cho nó tiết kiệm chi phí phải không? Chi phí. Chứ có 70 ngàn một ngày lời mà, còn nhiều thứ để lo nữa. Ông mì gói nhiều. Chắc mua thùng mì ăn thôi. Dạ, người ta tặng cho bác hay bác mua? Không, mình mua gói mà tặng cũng có. Dạ. Mà tặng ít lắm, lâu lâu mới có dịp gì mới có tặng thôi, chứ bình thường mình phải mua. Dạ. Mấy ngày gần tới thì bác có mua gì để con gái với bác ăn không? Bác mua gì rồi? Có người ta giúp cho được 5kg gạo chứ ở bên đứa chịu đứa chế á. Dạ. Cho bánh quà kẹo. Dạ. Với hai chai nước ngọt. Dạ. Vậy là nồi thịt kho hột vịt là bác chưa có mua. Mà bác có thèm thịt không hay là bác thèm cá gì không? Có thèm thịt, cá thì cũng có ăn lây gai hoài, có đổi qua đổi lại. Dạ. Nhưng mà cá thịt... biển rồi cá nục đồ ăn bậy rồi chứ đâu có dám mua cái ngon đâu. Dạ. Rồi nghe thương quá. Rồi thì bây giờ là thịt kho hột vịt là bác chưa có mua đúng không? Dạ. Hôm nay thì con sẽ thay mặt một chị nhà hảo tâm ở bên Mỹ có phần lì xì tặng cho bác. Tặng cho bác một nồi thịt kho hột vịt nha. Dạ. Thì con thay mặt chị ấy tặng cho bác phần quà. Dạ. Của ít lòng nhiều. Mong bác năm mới sức khỏe và muôn mai bán đắt. Dạ. Con thay mặt chị ấy tặng cho bác 500 ngàn. Bữa nay bác nhận được phần quà này thì bác cảm giác như thế nào? Cảm giác là sung sướng quá, không bất ngờ. Dạ. Cảm giác bất ngờ mà không ngờ được, vậy là thấy mừng quá trời rồi. Dạ. Bác có nhắn gửi gì với chị ở bên Mỹ không? Người ta tặng cho bác. Gửi lời thăm nhà hảo tâm. Cảm đã giúp bác. Cho tôi qua được cái Tết vui vẻ. Dạ. Có mua được nồi hột vịt cho ăn. Cảm chúc bác năm mới sức khỏe và gia đình ngon miệng. Rồi, cảm ơn. Nhất là chúc con của bác sẽ phục hồi sức khỏe trong năm mới. Rồi, chúc cô gì bên Mỹ á, là chú gì? Dạ cô. Cô bên Mỹ á, được dồi dào sức khỏe, ăn khang thịnh vượng để mà phơ làm từ thiện cho cô bác nghèo được hưởng. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn bác. Rồi chúc bác sức khỏe nha. Dạ. Dạ, hôm qua bán đắt.
của chú anh chị ha. Này mới xin mặt xin phép chị Jennifer tặng cho bác 500.000. Tại vì phải tìm hiểu về từng hoàn cảnh thì em mới có thể là hỗ trợ như thế nào cho nó tương xứng. Giống như bác ấy một ngày bán lợi có 70.000 thôi, mà phần quà 500.000 thì tương đương với hơn 7 ngày bán của bác ấy. Hơn 7 ngày bán mà không ăn, không mất vé số. Dạ. Mà không phải đi nắng dầm mưa đó. Là coi như là rất là quý luôn. Cô chú anh chị thấy là chia sẻ của bác là vô cùng trân quý tấm lòng của nhà hảo tâm luôn. Em đi vậy chứ thực ra con mắt em nó đảo tứ 1, 2, 3. Thường em đảo tứ hướng, 3 hướng, tam hướng. Rồi em mời cô chú chị đi tiếp nha. Nhạc bản quyền nữa, nhạc này là rất là dễ bị bản quyền luôn. Nhạc tiếng Anh. Rồi em đi qua khúc này. Đây là một trong những cái cây mai mà có thể nói là nó rất là khổng lồ luôn. Cánh mai nữa thì cũng giống như mai truyền thống của chú chị nha. Thì gốc mai, gốc dừa. Khu vực này thì em thấy người ta bán mai nhiều hơn. Mà nói thì sang Ngã Bảy nhà buổi tối vui thiệt của chú vậy ha, cũng như buổi chiều. Nói chung là mỗi lần em xuống Sóc Trăng hay Bạc Liêu á, nếu mà em đi mà không kịp vợ là em hay ghé Ngã Bảy này lắm. Nó giống như là cái điểm dừng chân như đó, ăn uống nghỉ ngơi. Đây có một cái cây mai là cô chú chị thấy là nó ra rất là nhiều luôn. Tuy nhiên cái lá mai này thì cái bông nó cũng không có quá to, và được cái nó chi chít. Cái thân nó thì cũng khá là thẳng ha. Đây là một trong những cây mai cũng nở rất là đẹp. Cây hoa giấy này khá đẹp, có 3 triệu một cây một chút gì. À thì ra khu bên đây là bán dưa hấu, thì là bông chỉ tới đây thôi. Lộc thọ tài, vạn sự như ý. Nói chung thì những cái chữ thì nó cũng tương đối khá là giống như hàng năm. Để em xem có cái nào cái điểm nhấn thì em sẽ chia sẻ chi tiết với cô chú anh chị ha. Đây thì người ta cũng bán dưa hấu ở hai bên, nhưng mà có vẻ như một bên là hai bên chắc lẽ là không biết có phải là hai chủ khác nhau hay không ha.
hay là một cái lô từ đầu đến cuối thì em không rõ lắm. Như anh này thì khắc của thủ công thì nói chung là cũng khá là mỏi tay á. Thì là hai anh này khắc thủ công. Đốt chú 20 ra, chặt 8 luôn ha. Đột cái này khá đẹp này của chú anh chị. Khắc nguyên hình con cá chép hóa rồng. Chú anh chị thấy chợ dưa đông vui không? Cũng rất là đông vui luôn. Giá dưa thì cũng là dưa ăn mà ngon cũng chỉ có 10 ngàn một ký thôi. Năm nay thì thực sự em thấy giá dưa thì nó rất là bình dân luôn á. Cái quán hàng thì chắc chắn là đắt trong cái dịp xuân. Dạ, cảm ơn cô, năm mới sức khỏe, dạ. Gia đình vui vẻ. Dạ, cảm ơn nha. Cảm ơn cô. Dạ. Thấy thương không? Chạy qua chỉ chào em vậy cái thôi cô chú anh chị. Thảm này rất là đẹp nha cô chú chị, thảm SPGG 2024 thảm này là chỉ bán trong cái dịp hôm nay thôi. Thảm 3 miếng 50, 50 ngàn 3 miếng mua xài nữa xài cô bác ơi. Thảm 3 miếng 50 ngàn 3 miếng mua xài nữa xài cô bác ơi. Đây là khu vực bán nón bảo hiểm, đồ trang sức, ốp lưng, rồi trang trí, rồi kẹp tóc, áo. Nói chung em thấy chợ Hoa Sơn này gần như là rất là đầy đủ luôn. Cô chú anh chị mua trên cái tuyến đường nào cũng có đủ hết á, nó không có thiếu chỗ nào luôn á. Dạ, phân theo từng khu thì rất là dễ dàng cho người mua cũng như người bán luôn. Chỗ này là giày dép, áo. Hai, chào con. Xe dọn hàng nè cô chú anh chị. Trong những cái ngày mà bây giờ học sinh không còn đi học cũng như là người dân nghỉ làm á, thì thường thường là những khu vực bán chợ Tết họ sẽ được bài bán suốt 24/24 luôn. Chủ yếu là cô chú anh chị thức giờ nào mà có thời gian thì ghé mua giờ nấy thôi.
đây em mời cô chú anh chị xem cái quang cảnh này nha. Quang cảnh mà sắp hàng rút tiền trong những cái ngày cuối năm này là ít á. Ở Vĩnh Long của em mà ngân hàng Sacombank mà rút tiền BIDV á cô chú anh chị, BIDV mà rút tiền một cái hả, xếp hàng thì sự là em nói không phải 5-70 người là chuyện bình thường luôn á, đông kinh hồn đó. Mấy cái quần jean như thế này giá cũng rất là rẻ, chỉ 150.000, nó tương đương với khoảng là 6 đô la Mỹ của cô chú anh chị thôi. Bác. Bác không chạy nhanh quá rồi. Ông không dừng lại. Để xem một con mồi có duyên hay không của chú anh chị ha. Chân này cũng rất là dễ thương. Em thấy có một chú bị có vẻ như chú này bị tai biến, đang mời giấy số ở trong cái quán nhậu. Để em đợi chú ấy ra. Tại giờ quay vô quán nhậu thì nó không hay, nhiều khi người ta không thích đó cô chú chị. Xe này là chiếc xe lắc của chú quán. Xe này em nghĩ các chú ấy cũng đã sử dụng một thời gian rồi. À, chắc có lẽ là anh thôi chứ không phải là chú. Nhìn thấy anh ấy cũng khá là trẻ mà. Khu này như cũng là khu chợ đêm ở tại thị xã Ngã Bảy nè cô chú anh chị. Nháy xem này đợi em chút xíu nha chứ gì. Tại có người mua vé số cho anh ấy. Số mua hơi lâu.
đây này em bị tai biến bên tay trái. Đếm với số lại thì nhiều khi bán nhiều quá nó dễ bị mất thôi con chứ. Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 21 rồi. Dạ, và anh bị như thế nào ạ? Tai nạn qua tai biến. À, tai nạn rồi chuyển qua tai biến. Anh bị bao lâu rồi? 12 năm rồi. Dạ, rồi một ngày anh bán được bao nhiêu tờ? Bán 150. Có 150 hả? Mấy ngày gần Tết thì anh có bán được nhiều hơn 200, không? 200. Rồi, mà anh có gia đình không? Dạ, không. Dạ, không có con luôn. Dạ, không già. Sống với ba mình. Vậy là anh bán, vậy là anh với cha xong. Dạ. Rồi bây giờ là sức khỏe của anh thì anh cảm thấy như thế nào? Bình thường. Dạ. Dạ, yếu. Dạ. Bây giờ ta yếu. Mấy ngày gần Tết thì anh có chuẩn bị gì để đón Tết cùng với cha mình chưa? À, chưa. Ta chưa có tiền. Chưa có tiền. Nếu mà anh có tiền thì anh muốn mua gì trong đợt Tết này? Mua bánh mứt vậy anh, bánh trái cây. À, ủa, người ta không có tặng quà cho anh? À, không. À. Tại vì không tặng quà. Thì là anh không có may mắn nhận được phải không? À, mua bánh mứt với trái cây. Còn anh cũng muốn mua gì khác không? Mua thịt cho anh là mua thịt khô rượu, đúng rồi. Thì Tết thì có nhiêu đó thôi. Thì hôm nay chia sẻ với anh, nhân dịp năm mới sắp tới, em sẽ xin phép chị Jennifer ở tại Mỹ. Thì chị ấy sẽ tặng cho anh một phần quà, như là những gì nãy giờ anh chia sẻ là mong muốn. Thì chị ấy mong muốn chúc anh phục hồi sức khỏe năm mới và mua may mắn đắt với tấm lòng của chị Jennifer. Bữa nay anh nhận được phần quà nên cảm giác như thế nào? Rất vui ạ. Dạ, anh có nhắn gửi gì với chị ấy không? Em cảm ơn chị và chúc vui vẻ chị, năm mới vui vẻ. Rồi, chúc anh phục hồi sức khỏe năm mới, mua may mắn đắt và ngon miệng cùng với ba mình. Anh ha, chị ấy tặng anh 400 ha. Rồi, xin phép, chào anh ha. Vì anh em bị tai nạn, sau đó anh chuyển sang bị tai biến. À, chúng ta tiếp tục thôi cô chú anh chị. Giờ bằng 2 ngày bán của anh ấy. Thì tới khúc này là cũng hết một cái khúc bán đồ về đêm nè cô chú chị nha. Khu này bán đầm em bé khá là nhiều. Rồi em bé 35.000 một bộ, 100.000 ba bộ. Rồi em sẽ qua khu vực tiếp theo. Nói chung thì bữa nay thì người hoàn cảnh trẻ ở đây em vẫn hỗ trợ. Tuy nhiên nãy giờ cũng chưa thấy ai lại nha. À, những hoàn cảnh lớn tuổi với khuyết tật thì tự em đâm đầu vô. Còn những hoàn cảnh trẻ hơn thì người ta kiếm em mới hỗ trợ. Thì chia sẻ với cô chú anh chị vậy nha. Rồi tiếp theo thì em sẽ chia sẻ với cô chú anh chị về một hoàn cảnh của bác tiếp theo nha. Em thấy bác ấy đang mời các anh chị công nhân ở ngân hàng Agribank. Ôi chỗ này quá trời đông luôn á. Bác lại mua số cho. Bác năm nay nhiêu tuổi rồi? Năm nay 61. 61. Dạ, một ngày bây giờ bác bán được bao nhiêu tờ? Bán được 150 150. Mấy ngày gần Tết mà bác bán có 150 hả? Dạ, nó
đưa có 150 à, ngày thường thì 120 à. Dạ, bác cho con xem mặt cái đi bác. Dạ, bác bán vậy thì bác có lo cho ai không? Có bà xã bị chạy thận. Chạy thận, vậy là bác gái chạy một tuần bao nhiêu ngày ạ? Mới vô chạy là cách ngày, chạy trên trung ương á. Dạ. Xin về ăn Tết rồi đưa lên trển, mùng 6 đưa lên trển. Dạ, ngày thường dữ vậy. Dạ, rồi vậy là coi như là phải tốn tiền về chi phí mà đi lại mỗi lần mà chạy thận đó. Một lần mà bác chở bác gái đi chạy thận là tốn bao nhiêu? Lần đầu là 9 triệu. Lần đầu 9 triệu? Dạ. Dạ, còn những lần sau? Rồi mấy lần sau thì mua thuốc còn luôn thì 4-5 triệu. Ủa nhiều dữ ha bác? Dạ. Hình như con nhớ là cái chạy thận, lọc thận là bên nhà nước có hỗ trợ cái gì mà? Bởi vì mình mới vô chạy là chưa có hỗ trợ. Mà từ đó giờ bác có bảo hiểm không? Có, bảo hiểm dạ. Của bà thì nhà nước cho, còn của chú thì chú mua. Bị à. Bà bị kính cưa cái giò đó, bị tiểu đường bị mấy đường. Năm rồi. Dạ, mười mấy năm. Dạ, còn là mổ rồi giờ mới đi không được là tự nhiên nha. Dạ. Rồi nhà nước cho bảo hiểm. Dạ, còn con của bác thì lớn chưa? Chú có ba đứa con, nhỏ gái gả rồi hai thằng trai nó ở riêng, nó đi bằng, nó nuôi vợ. Dạ. Ở với cháu nội, à. Cháu nội mới có 8-9 tuổi rồi với bà. Dạ. Mấy ngày gần Tết thì bác có chuẩn bị gì để gia đình mình chuẩn bị đón Tết chưa? Bữa nay chú đi mua được cái ký thịt với 4-5 trái dưa hấu nè. Dạ. Đậu kho với sắc dưa hấu cũng. Dạ, dưa hấu ra thì bác mua bao nhiêu một ký? 6 ngàn. Có 6 ngàn hả? Ờ, trái nhỏ. Dạ, chắc loại nhỏ ha. Dạ. Dạ, còn thịt thì bác mua nhiêu một ký? Một ký 90 ngàn. 90 ngàn. Dạ, là coi như cũng rẻ rồi đó. Dạ. Còn bông hoa trái cây thì bác có mua chưa? Có. Vợ mới cho được 2 chậu bông nhãn thọ. Dạ. Còn bông cúng mà để đón ông bà là bác có mua không? Dạ. Có nhà có được mấy cây mai, có bông lai gai, mấy cây mai nhỏ. Dạ rồi. Rồi con hiểu rồi. Thì hôm nay con chia sẻ với bác nha. Nhân dịp năm mới thì cũng sắp tới rồi. Thì hôm nay con sẽ xin phép một chị nhà hảo tâm ở bên Mỹ tặng cho bác một phần quà. Thì để cho bác làm gì? Để cho bác lo cho bác gái trong cái vấn đề điều trị bệnh, đỡ được phần nào đó chi phí thì hay phần đó. Chứ là con thấy thì bác cũng chuẩn bị tương đối là cũng có này nọ đó. Thì hôm nay con xin phép chị ấy tặng cho bác phần lì xì là 500 ngàn. Bữa nay bác nhận được phần quà này thì bác cảm giác như thế nào? Thì trước là chú cũng cảm ơn nhà tài trợ chứ là mấy chú mà đem phần quà này đến tặng cho tôi thì xin phép cảm ơn rất nhiều. Dạ. Năm mới, dạ. Chúc bác sức khỏe và bà xã của bác sẽ phục hồi sức khỏe và đón một cái Tết nó ấm no đầy đủ hơn với tấm lòng của nhà ở tâm Mỹ xa quê hương. Dạ, con chào bác nha. Chúc cảm bác không quên bán tắt. Dạ. Chú rất nhiều. Cảm ơn bác. Rồi, con chào bác. Con ấy xúc động rồi, con chú anh chị. Đó, anh đang quay về nói tiếp đi nha chú. Rồi, thôi bác đi bán nha. Rồi, em hơi bất ngờ luôn á, em không nghĩ là chợ này em có thể quay tới thời điểm này luôn á. Cúc tiền này của chú chị cả chục người trong đó luôn rồi đó. Tiên tục một cái 100. Ở trong đây thì nó coi như là nó cũng kẹt, cũng còn nhích nhích đó cô chú. Khúc ngoài này cũng giãn giãn hơn được một chút nè.
là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ. 50 Tết này nữa 56 tuổi. Dạ, một ngày bây giờ chú bán được bao nhiêu tờ? Hôm nay bán được gần Tết nó đưa được 201. Dạ. Mà chú bán thì chú có lo cho ai không? Cho bà già năm nay gần 90 tuổi rồi. Dạ. Cái nhà. Còn gia đình của chú? Vợ con. Vợ nó thôi lâu còn bà hai con mà thằng nó làm thuốc ở trên Bình Dương, còn thằng nó ở sống với tôi với bà nội. Dạ. Còn mấy ngày gần Tết thì chú có chuẩn bị gì để gia đình mình chuẩn bị ăn Tết chưa? Cũng mới bán đất nhất kiếm tiền xài hoài vậy đó. Dạ, chú mua được gì rồi? Chú mua được gì để chuẩn bị đón Tết rồi? Có mua gì không? Chú không có mua bông hoa trái cây hay là thịt kho hụt vịt gì hết hả? Chưa, lo là đâu bán không, ngày nào cũng lo bán không, đi về bán rồi đi về lại quay đi bán nữa đâu có gì nè. Theo chú ngày nào chú mới bắt đầu mua? Hả? Theo như chú là ngày nào chú mới bắt đầu chú mua? Má không, hồi sáng có dặn má nhà gần có mặn heo gần đó. Dạ. Kêu nhà mua chừng ký hay ký gì này đang ăn Tết được rồi. Đang dạ. Có nhà ta mặn gần đó. Dạ. Là mua đó cho nó rẻ đó ha. Dạ. Chứ dạ không cả chưa mua luôn gì. Rồi, hôm nay chia sẻ với chú nha. Dạ. Nhân dịp năm mới sắp tới, con sẽ xin phép một chị nhà hảo tâm ở tại Mỹ nha. Dạ, dạ. Tặng cho chú phần lì xì. Dạ, dạ. Là một cái nồi thịt kho hụt vịt. Dạ, dạ. Để chú cùng với mẹ với con trai của mình đón Tết nó được đầm ấm hơn. Dạ, thì chị ấy sẽ tặng cho chú 300.000. Rồi, cảm ơn con nha. Dạ, bữa nay chú nhận được phần quà thì chú cảm giác như thế nào? Cũng mừng lắm chứ. Chú dạ. Cho mạnh thường quân giàu giàu sức khỏe và giảm sự như ý. Cảm ơn chú, chúc chú sức khỏe giữ gìn và muôn mai bán đắt trong năm mới ha. Rồi, con xin phép chào chú nha. Đầu đường chơi đêm này của chú chị ha. Tương đối là khó để qua lộ quá. Thường mấy ngày này ở chợ hoa ở tại Vĩnh Long là không có thiếu mặt em luôn. Tại vì có thể nói là đây là một trong những cái ngày mà đông đúc nhất nhì trong năm á. Nói là cái ngày này là gần như là theo em được biết là gần như chỗ nào cũng sẽ đông đúc hết á. Là những cái ngày mà đông đúc như thế này là những người dưới số họ lo bán á, họ không có lan truyền cái thông tin mà em tặng quà với nhau á. Theo em nghĩ vậy nha. Phải thành ra là em phát nó mới vắng như thế này chứ. Bình thường mà em chỉ cần mà gửi là một hai người thôi là ngồi chút xíu là một đống luôn. Là em không có giải quyết kịp luôn.
Happy New Year. Happy New Year. Chú con mua mai bán đá. Cái hướng đi bên đây em thấy nó trống hơn cái hướng bên kia. Hướng bên kia là hướng đổ vô, còn hướng này là hướng đổ ngược ra. Đường đó khá trống hơn của chương trình. Nói giá cả ở chợ đêm ở tại chợ này rất là rẻ luôn. Áo chỉ có 35 thôi, quần 20, dinh lịch 70, 50, 30 gì có đủ này cô chú anh chị ạ. Hướng bên đây khá là vắng mà đi thì thông thoáng hơn rất là nhiều luôn. Thì chuyến gì đây em đổi cục pin cái nha. Được rồi, em mời cô chú anh chị đi tiếp chung với em nha. Yeah.
hướng bên đây thì nó nói chung là nó bắn lắm. Mình mời cô chú anh chị đi tiếp nha. Có những cái quán cà phê thì nói chung cũng khá là kín khách đó. Thôi em đã quay trở lại tới chỗ bán dưa hấu. Mày em thấy một cái chú chuẩn bị lục thùng rác này cô chú anh chị, để em xem thử có đúng không nha. Năm nay là chú bao nhiêu tuổi rồi? 43. Chú thì làm gì trai hả? Dạ. Bằng anh thôi, cho em xem mặt cái đi. Cho em xem mặt cái đi. Bình thường là anh đụng ở trong thùng rác hay là anh đụng ở đâu? Dạ thùng rác. Thùng rác hả? Rồi sao nãy giờ anh thùng rác này không đụng hả? Đụng rồi. Đụng rồi hả? Dạ. Anh đụng như thế này thì bao lâu anh bán một lần? Dạ 7 ngày. 7 ngày. 7 ngày một lần anh bán như vậy anh được bao nhiêu? Anh kia được 4-5 chục. Ủa ít gì ấy, hả? Dạ. Vậy một bữa ngày uống lon bia á, đâu uống bia nhiều á, vậy có lon ta cho á. Vậy là được 5-7 chục. Vậy là một ngày của anh thu nhập bình quân chưa tới 10.000 nữa. Dạ. Rồi rồi sao anh sống anh nói em nghe thử coi. Dạ, em đi quấn tàu bà con cho cơm đồ đó. À. Với người ta nhập cơm. Bên ta cho tiền nữa. Dạ. Mà anh có gia đình không? Dạ, gia đình em không có. Ba mẹ anh còn không? Dạ, còn bà già. Dạ, vậy là anh lụm này anh lo cho mẹ hả? Dạ. Mà mẹ anh lớn tuổi chưa? Dạ, năm nay 90 à. 90 rồi hả? Dạ. Rồi mà còn khỏe không anh? Dạ, khỏe. Dạ. Còn mấy ngày gần Tết thì anh có chuẩn bị gì để cho mình với mẹ đón Tết không? Dạ, em có tiền về đó đâu, người ta cho được 500 vậy đó, gửi về cho mẹ. À. Rồi bà ổng đây mới được cũng được 700. Dạ. Dạ, gửi về cho mẹ hết trơn. Vậy là coi như anh lụm là anh gửi tiền về nuôi mẹ hả? Dạ dạ. Ủa vậy là mẹ anh ở riêng với anh Tây hả? Tây Ninh. Dạ chung, nhưng mà mẹ ở Tây Ninh với bà chị. Mẹ ở Tây Ninh với dạ. Bà chị, còn anh ở đây? Dạ em mới về đây à. Mà anh ở đây là anh ở nhà trọ hay anh ở dạ, vậy? Cái cô này nè, cho em ở tạm thời vậy đó. À dạ. Mà sao anh không bán với số cho thu nhập cao dạ. Hơn? Nhưng mà với số mà nó kêu mình để gửi ăn cứ lại. À. Nó kêu mình phải đưa tiền chiếu cho nó. À có nghĩa là anh không có vốn. Dạ. Thành ra là bắt buộc anh phải đi làm như trai vậy đó hả? Dạ rồi. Em hiểu rồi. Thì hôm nay chia sẻ với anh nha. Hôm nay nhân dịp năm mới sắp tới, em thay mặt một cô ở tại bên Mỹ có phần lì xì nho nhỏ tặng cho anh. Của ít đồng nhiều nha. Năm mới thì chúc anh sức khỏe và lượm được nhiều chai hơn nữa. Cô bên Mỹ tặng cho anh 400.000. Dạ cảm ơn cô ở trên Mỹ và cảm ơn anh. Dạ. Chúc anh năm mới sức khỏe và lượm được nhiều chai nha. Dạ chúc gia đình anh là năm mới vạn sự như ý, phát tài và phát lộc. Cảm ơn anh. Rồi xin phép chào anh nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ. Em 43 tuổi mà nhìn như là 50 mấy vậy đó. Quá trời khó khăn rồi. Cái công viên nhỏ nhỏ vậy cô chú chị ha, khá là đông. Em thấy hoàn cảnh tiếp theo rồi. Cô qua con mua vé số chưa? Dạ. Mình năm nay nhiêu tuổi rồi cô? 23. Cô cho con xem mặt cái đi. Hình như là cô vừa bán vé số mà cô vừa lượm vé chai hả? Đúng rồi. Còn một ngày cô bán được bao nhiêu tờ? Tết này nó đưa được 300 vé. 300 vé mà bán hết không cô? Hết. Dạ. Dạ. Mấy ngày? Dạ. Mỗi giờ cô bị chồng một cây dày đó, mình mới trời nãy giờ mệt nhậu không? Dạ. Còn mấy ngày thì gần Tết rồi thì cô có chuẩn bị gì để gia đình đón Tết chưa? Uống thuốc không, không có tiền. Vậy là chủ yếu là bán được nhiêu là tiền dùng như thuốc hết? Đúng. Trời ơi, thì chồng là 3 bọc thuốc luôn à. Dạ. Mà trời ơi hút dữ vậy cô. Hút gì tới ba bọc dữ vậy nè. Bọc nữa. Rồi cô có chồng có con gì không? Có con mà đi làm công có coi giờ nó có chồng có gia đình hết rồi, nó đi làm công nhân hết rồi cậu. Con xã nhà ông mới
ruột non, ở bố ruột non. Bố ruột non hả? Dạ. Ờ, à, bố quá trời nha. Dạ, bây giờ coi như là có bao nhiêu là dồn cho thuốc hết. Dạ, chứ, chứ đâu có dám nghĩ mua gì để ăn Tết, dạ không mà. Dạ, con hiểu rồi. Hôm nay thì chia sẻ với cô nha, nhân dịp năm mới sắp tới, con sẽ xin phép là xin một chị nhà hảo tâm ở bên Mỹ tặng cho cô phần lì xì để cho cô mua bông hoa trái cây để rước ông bà vào ngày 30 Tết. Mua đồ cúng chứ không dám mua bông. Dạ, mua đồ cúng thôi hả? Dạ, thì con thay mặt chị ấy sẽ lì xì cho cô phần quà nha, để cho một cái Tết thì nó ấm cúng và nó trọn vẹn hơn. Con sẽ thay mặt chị ấy gửi tặng cho cô 400.000. Dạ. Rồi, cảm ơn cậu, cảm ơn nhà hậu tâm, cảm ơn chị ấy nha nha. Chúc năm mới ăn khang thịnh vượng. Dạ, chúc cô năm mới phục hồi sức khỏe. Và dạ, lụm được nhiều trái chai và bán nhiều vé số hơn nữa nha. Dạ. Dạ, đón một cái Tết. 9 giờ là đúng chỗ mấy chợ đêm đó, má là lụm giấy chứ được tập luôn. Dạ. Rồi, đón một cái Tết nó đầm ấm hơn nha. Cô ha, để tấm lòng của nhà hảo tâm nha. Cảm ơn cô. Chúc Tết rồi cô nha. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi con chào cô ha. Ngày xưa đa số là dưa hấu mà chân á, nhiều khi trái cả chục ký luôn cô chú anh chị. Còn bây giờ từ từ nó thay đổi theo cái nhu cầu của khách hàng á, là người ta vừa muốn chân, người ta vừa muốn ăn được luôn. Thành ra là những cái loại dưa mà nó tầm khoảng 4-5 ký một trái á, thì nó ra đời đó, ăn được. Tuy nhiên thì cái chất lượng dưa chân thì nó phải khác với cái dưa ăn rồi. Cái dưa hấu mà nó dài dài là lúc nào nó cũng sẽ ngọt và ngon hơn, nhưng mà nó không có vuông tròn như là những cái trái dưa chân. Nhưng những cái trái dưa tròn tròn như thế này thì chân, bây giờ chân được và ăn cũng được luôn. Còn cái này người ta bán một trái 20.000 để không kép luôn. Rồi em đi ngược ra tới chỗ này là chợ hoa rồi cô chú chị ha. Giá này khó bán, 300.000 một cặp. Tuy bông rất là đẹp, tuy nhiên mấy ngày thì nó xuống giá của chương trình, nên mình cũng phải thay đổi theo cái tỷ lệ giá. Khu vườn chỗ này thì cô chú anh chị có thể thấy là hoa nó cũng đã ra rất là nhiều rồi. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Cô hả? Dạ. Cô sáu mấy rồi. Sáu mấy giờ cô?
65 chủ con heo. Dạ. Rồi mấy ngày, một ngày cô bán được bao nhiêu tờ? À, bán có 100 mấy à. Ủa sao cô bán ít vậy? Dạ, tại cô không biết chữ biết số chân bán kiếm ăn. Dạ, kiếm... cô không biết chữ. Không biết chữ mà không biết số. Không biết số luôn. Dạ. Rồi tính tiền cô biết không? Tiền thì biết. Dạ. Biết xài. Dạ, dạ, tiền thì biết xài. Dạ. Dạ. Mà quê cô ở đâu lận? Dạ, quê tới Mỹ Tú lận. Mỹ Tú là Sóc Trăng. Mỹ Tú Sóc Trăng. À, sao cô quyết định lên Hậu Giang này bán? À, mà ở đậu với nhỏ con gái nó thâu chồng rồi nó lên đây mướn nhà trọ nó nuôi hai đứa con nó. Dạ. Rồi cái ổng ở nhà ổng giữ hai nhỏ đó, cái cô đi bán nuôi ổng. Ổng nhớ cái giò, ổng teo cái giò. Dạ, dạ, vậy là một tháng là cô đóng bao nhiêu tiền nhà trọ? À, một tháng đóng 1 triệu. Dạ, là bốn người ở. Dạ. Dạ. Bốn người ở. Dạ. Dạ. Rồi con gái cô bây giờ đi làm công việc gì? À, cũng đi bán số. Dạ. Mấy ngày gần Tết đó, thì cô với con gái có chuẩn bị gì cho gia đình chưa? Dạ chưa, không có tiền có bạc gì trơn chú ơi, không gì ăn Tết luôn chú ơi. Dạ. Dạ, vì ăn Tết buồn quá, không có tiền mà mua đồ ăn mà cúng cha cúng mẹ mà về chi. Dạ. Dạ. Còn nếu... thiệt, cái đó là nó thiệt. Dạ đúng rồi. Dạ, bán có nhiều chỗ là cầm hoài nè chú. Dạ. Dạ. Còn nếu mà mình ở nhà trọ đây thì mình cúng cha mẹ được không cô? Dạ cũng cũng cúng đại gì cũng như mình nghĩ tình thương cha mẹ rồi mình cúng gì đó, có gì cúng nấy gì đó. Dạ đúng rồi. Dạ. Con thấy con mắt cô bên đây nó hơi bị kéo mây, cô còn thấy rõ không? Dạ cũng không có rõ cậu, như ngày hôm qua bán số cái phố tiền hay là góp tiền gì á, mất hơn 100 ngàn. Trời ơi, lỗ luôn rồi. Lỗ luôn rồi. Dạ. Dạ. Giờ bán ngày nào thì ăn ngày nấy mà vậy là bị lỗ rồi, bởi vậy đó là những cái xui rủi mà không có tránh được. Dạ. Dạ. Chứ dạ, chứ lộn người ta thì chắc người ta cũng cho lợi. Dạ đúng rồi. Mà này chắc mình gớt định. Dạ. Là mình móc ra rồi mình gớt cậu. Dạ. Dạ. Cô thấy cô rất là thương. Dạ. Cô cũng nghĩ và thông cảm cho người khác. Dạ. Dạ. Thì dạ, nếu mà Tết này á, là ngoại trừ cô mua đồ cúng cha mẹ thì cô còn có muốn mua gì khác không? Yêu cậu mình có tiền mình cúng cha mẹ là mình mừng rồi đó cậu. Dạ. Chứ mình không biết làm sao nữa. Dạ. Bởi vì lỡ có 100 ngàn cái sáng phải ăn ổ bánh mì rồi phải uống ly nước một cái gì rồi cái hết 20 ngàn rồi còn 60 ngàn. Dạ trời. Dạ. Dạ đúng rồi. Tính ra rồi trả nhà trọ nữa chứ đâu gì chịu nổi, ý là ăn ổ bánh mì là 10 mấy ngàn đó nghe. Dạ đúng rồi. Dạ. Bây giờ thì nó cũng đâu có rẻ như ngày xưa. Dạ. 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 Nhưng bây giờ vật giá nó cũng leo thang. Dạ. Thì hôm nay con chia sẻ với cô nghe. Dạ. Nhân dịp năm mới sắp tới. Dạ. Con thay mặt một cô ở bên Mỹ. Dạ. Sẽ tặng cho mình. Dạ. Một cái nồi thịt kho hột vịt. Dạ. Cũng như bông trái cây. Dạ. Để cho cô rước cha mẹ. Dạ. Về. Dạ. Ăn Tết. Dạ. Với mình. Dạ. Trong ngày 30 Tết sắp tới. Dạ. Là 2 ngày nữa. Dạ. Thì con thay mặt cô ấy tặng. Dạ. Cho cô 500 ngàn. Dạ trời, trời chú ơi, tôi mừng thiệt á, tôi muốn không lẽ mà tôi khóc chứ mừng nhiều lắm luôn chú. Dạ. Ơi, chứ làm gì có được 500 ngàn chú. Dạ đúng rồi. Dạ. 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 Thì cảm cô ấy chú gửi tặng cho cô 500 ngàn. Dạ. Để cho cô được ấm lòng hơn trong. Dạ. Những cái ngày xuân sắp tới. Dạ, cảm. Dạ. Ơn chú. Dạ. Dạ. Cô. Dạ. Nhắn gửi gì với cô ở bên Mỹ không? Nhắn cảm ơn dữ lắm mà tôi không biết nói gì lên. Là. Dạ. Gì. Dạ. Chúc cô mạnh khỏe sống mãi đi. Dạ. Chứ không biết sao nữa. Cảm ơn cô. Chúc. Dạ. Cô năm mới sức khỏe. Dạ. Và mùa mai bán đắt. Dạ. Và nhất là trong ngày 30 sắp tới. Dạ. Đầm ấm hơn bên gia đình của mình. Dạ. Năm nay đầm ấm được 500 ngàn này là đầm ấm rồi đó chú. Dạ. Thiệt. Dạ. Dạ. Hy vọng sẽ gặp cô năm sau. Dạ. Cô. Dạ. Em. Dạ. 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 Cảm ơn chú nhiều. Dạ. Lắm. Con chú xin phép chào. Dạ. Cô nghe. Dạ. Tôi cũng chào chú nha. Cảm chú ơn ơi. Cô. Chú thiệt, chứ tôi không biết chú đâu mà tôi xin đâu chú ơi chú. Dạ đúng. Dạ, rồi. Đúng. Dạ rồi. Thì con chú gặp cô là tùy duyên. Dạ. Dạ. Có. Dạ. Duyên thì con cũng. Dạ. Mới gặp cũng nhau. Như là Tết năm nay cô được may mắn gặp cưng cho cô được 500 ngàn. Dạ. Mua đồ cúng cha mẹ là mừng dữ lắm luôn. Dạ. Với hai nữa chồng con mình cũng được mừng. Dạ đúng rồi. Dạ. Cũng về được mừng, được ăn Tết vui vẻ. Cảm ơn cô. Dạ. Rồi con chào cô. Dạ. Nha. Dạ chào chú. Dạ. Thì cô muốn rớt nước mắt người đứa chị. Dạ. Bánh bao đây. Bánh bao nóng đây. Trời ơi, cây mai này chắc chắn là top 10 ở tại đây luôn nè cô chú chị. Nụ này nở đúng 1 luôn. Mà nó quá cao luôn. Cây này cao chắc em ước chừng khoảng 5-6 mét gì đó.
cái cây này cũng top 10 nữa, nhưng mà cây này cao khoảng 2 mét mấy. Bán được anh chủ? Dạ, năm mới chúc anh sức khỏe nha, mua mai bán đất. Cũng lai rai là thấy ổn rồi đó cô chú anh chị. Đây có nhiều người bán, người ta khiêm tốn mà người ta không có nói bán ổn, bán đắt quá hay bán được quá thì nó không có khiêm tốn. Còn một cái cung đường nữa là cung đường này, rồi em quẹo ngược lại là em rất thích video của quý anh chị. Để em cố gắng em tìm kiếm những hoàn cảnh khó khăn tiếp theo mới được. Bây giờ buổi tối rồi, hình như cô chú anh chị thấy nhiều khi mây vàng nó có đẹp như ban ngày ha. Bông cũng như vậy ha, cô chú anh chị thông cảm giùm em nha. Xem không khí chung với em thôi. Ở đây là một cái cây mai trắng này cô chú anh chị. Ở đây một cái cây khế quá chị trái luôn á. Trái chị chích từ ở dưới mà lên tới bên trên luôn. Dạ, cái này khế quá trời luôn anh. Cây này chắc cũng gốc thì chắc cũng lâu năm anh hả? Khế hôm nay. Dạ, bao nhiêu năm rồi anh? Biết đó, em cũng đi xem mà. À, đi xem hả? Quá trời khế luôn. Dạ. Rồi, năm mới chúc anh gia đình vui vẻ. Dạ, cảm ơn. Thì mai dần rực luôn cô chú chị thấy. Cây mai này có 600 nghìn một cây à, tuy nhiên cũng hơi tiếc là nó cũng nở được một phần rồi. Em thấy là lan hồ điệp là ở dưới đây có vẻ như người ta không chuộng lắm đi bạn. Thấy cái người bán cũng ít lắm cô chú anh chị ha. Có một hai chỗ gì đó thôi. Qua bách hợp. Rồi dạy thọ cao này vẫn có 50 nghìn một cặp mà. Chắc lẽ là người bán cũng xả cho nó hết để về đón Tết cùng gia đình. Cô chú chị xem cây mai này kinh hồn luôn. Nó thấp chủng luôn mà bông của nó nè. Em nhìn mới đầu, nhìn từ xa em tưởng cây mai giả không. Quá trời luôn. Đây là một trong những bán chỗ bán cây đào rồi cô chú chị. Cây này bán cũng được. Đó, em thấy còn có 4 cây thôi. Quá trời đẹp luôn. Đào Việt Tân.
nhiêu ký bác? Xài này 25, xài này 35, xài dạ. Cá bò lóc già ngon lắm. Dạ, tùy theo lớn nhỏ hả bác? Dạ, hai cỡ. Dạ, tư rối luôn, cái này chắc bác mới hái hả? À? Mới à, dạ, mới cái... trong vườn mà nhưng mà tôi lấy chú nghe, trong vườn tôi hái tôi bán rẻ hơn bạn hàng. Dạ. Còn bạn hàng nó bán á, xài này phải 35, mà xài này phải 55, 60. Dạ đúng rồi. Bởi vậy. Dạ. Mới xài tôi thì già rất lượng nữa. Dạ. Bác năm nay nhiêu tuổi rồi bác? 68 rồi, tới năm 69. Còn thấy bác còn chạy chiếc xe cúp này để chở xài ra bán nè hả? Dạ, mấy ngày gần Tết thì bác có chuẩn bị gì cho gia đình chưa? Mà năm nay kinh tế nó eo quá rồi, mới cũng chuẩn bị cũng mà thịt đồ vậy, ít ký nấu cúng ông bà vậy. Dạ. Bây giờ nông dân mình khổ lắm. Dạ. Kinh tế nó eo, bây giờ cái gì bác đây nè, nó như xài vậy nè đó mà bán có như vậy đó. Dạ. Cái gì nó cũng vậy chú ơi. Dạ. Nếu mà trừ phân thuốc này ra là mình cũng đâu có lời nhiều đâu bác hả? Nếu mà nó thuận mùa màng á. Dạ. Thì có khi nó cũng lời mà dạ. Xài hòa lọc này nó khó lắm. Dạ. Chúng thịt mà chúng nó đổ vậy, chúng trời mưa rồi cái nó nguội hen đấy. Lỗ trời năm ơi. Mưa là do trời rồi. À. Là xui rồi. Đó, mà mình thì mình cũng giỏi lắm. Nhưng mà ông trời cái thời tiết ổng mà xài nó đang đổ vậy mà cái nó không thuận, nó không có lên trứng cá. Đó. Thì nó không đậu. Dạ. Đó thì nó buốt lòng, nó phải tụt hết. Dạ. Tụt hết thì mình lỗ. Dạ. Rồi mà nó đậu được thì mình cũng lời chút lên. Dạ. Đó. Nhưng mà một năm thì con nghĩ bác chỉ bán được cái vụ Tết thôi đúng không? Không. Đó cái vụ tháng 7. Tháng 7. Dạ. Tháng 7 khó xịt, khó đậu mà gầm tháng 7 là mình bán cũng là 30, 40. Dạ. Nhưng mà năm nay xài sao mà không biết mà nó không có ăn mạnh như mỗi năm. Dạ. Mỗi năm á là quà lọc Tết này đó là như xài vậy đó. Dạ. Là phải là 50. Dạ. Lấy lại mua nghe. Dạ. Nhưng mà năm nay của em tôi là nó tốt hơn cái này nè, nó bự hơn mà nó dạ. Tốt hơn mà nó có 45 à. Dạ. Là 400 gram một trái trở lên á là 45 ngàn. Dạ. Từ 300 rưỡi từ hộp 400 trở xuống á là 30 ngàn. À. Đó mà nó mua đủ hàng rồi xài tôi nó không có mua được. Trời ơi vậy. Thì buộc lòng tôi phải đem qua đây tôi bán. Dạ. Có 500-600 ký à. Dạ. Đó bây giờ bẻ bữa nay bán ngày mai ngày mốt. Dạ. Rồi cái rồi. Còn ngày qua Tết mình bẻ bán nữa. Dạ. Rồi mình lựa trái nào mà nó no tròn nó già hung nó nóc mình bẻ mình bán. Dạ. Rồi cái vài bữa cái nó nóc nữa mình bẻ mình bán. Dạ. Vậy là trái xài nó gọi mà già ăn ngon. Dạ. Đó. Dạ. Vậy là năm nay là cái xoài của bác là thương lái nó mua đủ rồi, nó không mua nó nữa. Nó không mua nữa. Bởi thành ra bác mới ra ngồi bán vậy. Ờ dưới xài của bác á là xài gọi là xài chân Tết á thì dạ. Cái da nó không có đẹp là bởi vì vậy nè, nó bắt bông vậy nè. Dạ sao ạ? Đây là nó bông bông vậy nè. Dạ. Ha, là nó mua nó kén. Nó kén. Cái xài đừng bắt bông. Dạ. Cái xài nó hồi đó vậy nè, nó vậy hết á là nó mới mua. Nó lấy giò thì nó mua. À lấy giò nó dạ. Mua. Còn cái bông bông là nó không mua. Cái này nó mua mà nó lựa ha, xài Tết là có cái thẹo vậy nó không lấy nữa nè. À dạ. Cái vậy nó không lấy nữa. Dạ. Rồi xài mình bán cho nó thì không được. Dạ. Thật ra giờ mình đi bán phải bán ở đây bán xài ăn. Dạ. Đó. Để chuyển qua thành máy xài ăn. À. Dạ, còn máy xài chân nó phải đẹp. Nó phải đẹp màu. Cái xài không có cái bận nhơ nè, trong đó nó không có cái gì hết á. Dạ. Đó tôi nói chú hồi nãy có cái thẹo vậy nó vàng đó. Dạ đúng rồi, con hiểu rồi. À, rồi xài tôi bán cho nó thì nó giặt được có bao nhiêu đâu. Dạ. Thì thôi giờ mình đi bán vậy. Dạ con hiểu rồi, rồi. Thì hôm nay con chia sẻ với bác nha. Dạ. Nhân dịp năm mới sắp tới. Dạ. Con sẽ xin một chị nhà hảo tâm ở bên Mỹ có tặng cho bác một phần lì xì nho. Dạ. Nhỏ. Dạ. Dạ. Thì của ít đồng nhiều thôi. Rồi, rồi. Nhưng mà cho chú là cho tôi tặng lại à. phải tặng quà tôi phải tặng lại à. Tặng quà phải tặng lại. Dạ. Vậy á. Dạ. Vậy thôi bác tặng con trước đi rồi con tặng bác. Rồi. Dạ. Lỗ quá coi, coi chừng lỗ quá coi. Không, không lỗ rồi, không thành vấn đề, yêu cầu mình biết nhau, hiểu nhau, hiểu nha. Thương nhau là vui vẻ rồi, phải dạ. Không, lỗ lã gì. Dạ. Trời ơi, bây giờ tí như cháu không tặng chú đi, mà bây giờ có khi chú thấy được, chú tặng cho cháu. Cây nhà lá vườn. Cảm ơn à, bác. Rồi, dạ. Thì hôm nay con chia sẻ với bác nha. Rồi. Con thay mặt một chị ở bên Mỹ. Rồi. Tặng cho bác phần lì xì để rồi. Cho bác lấy lộc. Rồi. Dạ thì năm mới chúc à. Bác sức khỏe. Rồi. Và mua mai bán đắt với tấm lòng của chị ấy. Bây giờ tôi cũng chúc cho cái chị nào dạ. Mà đã có tấm lòng hảo tâm thương những người nông dân cùng cực khổ, vậy tôi cũng chúc cho chị đó được trăm năm họ được mà sống dài lâu để cho xã hội được. Cảm ơn bác. Rồi.
con chúc bác năm mới sức khỏe và mua may mắn nát nha. Rồi vậy cũng chúc chú dạ con lộ bình an vạn sự như ý đầu năm như những cuối năm ha. Dạ rồi và tâm ấm hơn bên gia đình nha. Rồi rồi con xin phép con xin nha. Rồi dạ cảm ơn bác. Dạ dạ hôm nào cũng đến hồi năm ngoái cũng đến xe du lịch á. Dạ cô năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ 68 tuổi. Dạ một ngày bây giờ cô bán được bao nhiêu tờ? Bán 150. Mấy ngày bán như thế này thì cô có bán hơn được tờ nào không? Bán cũng tới 2 buổi lần con. Dạ là cô bán tối tối thì mình bán tới 7-8 giờ. Dạ. 8 giờ 9 giờ. Sáng thì 5 giờ mình đi. Dạ. Mình đi cái mình bán cho hết số thì 10 giờ 11 giờ. Dạ. Dạ. Mà mấy ngày gần Tết thì cô có chuẩn bị gì cho gia đình chưa? Chú ra cho tôi gửi bằng cho cô đó. Dạ cô nào? Cô à dạ dạ không cái cô này ở Mỹ còn không có lấy đừng còn không có lấy nữa. Dạ được rồi cảm ơn bác. Đúng rồi. Dạ dạ dạ. Dạ mấy ngày gần Tết cô có chuẩn bị gì cho gia đình chưa? Dạ thì đợi phần quà của phường đem lại mà cái năm nay không thấy. À dạ. Dạ phần quà cũng mỗi năm là neo đơn đứa con. À dạ. Neo đơn nhà. Vậy là cô không có gia đình hả? Dạ. Dạ. Ở xa lắm. À, con đứa một. Ông xã cô? Không có. Dạ rồi. Con có chồng lâu rồi. Dạ. Rồi mấy ngày là coi như là cô cũng chưa có mua cái gì để chuẩn bị đón Tết đón ông bà hả? Thì để tới 29-30 đi con, 29-30. 29 là ngày mai rồi. À rồi tới 30 Tết mình phải mua ít đồ mình cúng. Mà tại sao cô đợi chờ cận dữ vậy? Thì tại vì cũng như mình phải bằng vậy đó con, mình bằng vậy mới được. Bằng vậy rằng mới được. Dạ. Mùng 1 cũng bán, mùng 2 bán hoài cái hết mùng. Dạ. Chừng nào ta nghỉ á, mình mới được. Thế chừng nào ta hết nghỉ á, mình được nghỉ 2-3 ngày. À, con hiểu rồi. Cố gắng bán ha. Dạ, tại những ngày bán. Tết là bán được. Bán được, gắng bán dạ. Tối đa gắng bán. Rồi thì hôm nay chia sẻ với cô nhân dịp năm mới sắp tới. Dạ. Con thay mặt một cô ở bên Mỹ ha. Dạ. Thì cô ấy sẽ tặng cho cô phần quà. Thì của ít đồng nhiều thôi, nhưng mà cô ấy mong muốn cô đỡ vất vả trong những thời gian sắp tới. Dạ. Dạ thì tặng cô một cái nồi thịt kho hay là một bó bông, ít trái cây để cúng đón cha mẹ của mình, ông bà mình về ăn Tết với mình. Con ơi mà bà gì cũng xin cảm ơn cô ở bên Mỹ rồi, con không biết tên gì nha. Dạ. Nhưng mà gì cũng biết ơn cô rất là nhiều. Dạ. ở xa. Dạ. Có tấm lòng cũng như thương người dân của mình ở bên đây. Dạ. Cực khổ nhất là những người già neo đơn. Dạ. Rồi làm ăn vất vả. Dạ. Cô cũng có phần chia sẻ. Dạ. Phần nào. Dạ. Tuy rằng đỉnh nhưng mà đó là cái tấm lòng của cô ở bên nước ngoài. Dạ. Ở đây là dân ở đây thì nếu mà dân Việt Nam ở đây thấy những mà người nước ngoài mà có cái lòng hảo tâm như vậy thì ở đây rất là mến. Dạ. Đó rồi cô cũng là cũng như có lời gửi lời gửi lời như là con nói lại là gì cô rất cảm ơn và cô chúc Tết biết tới rồi. Dạ. Cô chúc cô bên nước ngoài đó. Dạ. Là vạn sự như ý. Dạ. Sức khỏe an khang. Dạ. Và đó vậy đó sức cảm khỏe cô. An khang vạn sự như ý. Dạ thì cũng chúc cô tràn đầy sức khỏe năm mới và mùa mai bán đắt. Dạ với tấm lòng của cô hảo tâm nha. Rồi con xin phép chào cô nha. Dạ. Rồi con xin phép chào bác nha, con đi nha. Dạ. Cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn bác. Cảm ơn bác. Dạ. Bác ấy mà em không lấy là bác ấy sẽ giận. Em còn có hoàn cảnh khó khăn nào em tặng ngược lại luôn. Dạ, để cho hoàn cảnh khó khăn khỏi phải mua.
này cô chú anh chị thấy quá đẹp đúng không ạ? Mai của anh này á, cái cây bên kia cũng như là cây bên đây là phải nói nó đẹp, cái chất lượng nụ là xuất sắc luôn. Đi nhiều lắm rồi cô chú anh chị. Tuy nhiên hiện nay chắc có lẽ em chỉ có duyên với những hoàn cảnh khó khăn như vậy thôi. Bây giờ em sẽ tổng hợp lại số tiền của chị Jennifer là bao nhiêu ha. Em sẽ tiến hành tổng kết video cũng như là sẽ gửi đến những hoàn cảnh khó khăn tiếp theo. Chú chị đợi em chút xíu ha. Dạ rồi cô chú anh chị ơi, là em còn 3.8 triệu từ tấm lòng của chị Jennifer, để em sẽ thay mặt chị ấy hỗ trợ cho bà con khó khăn trong video tiếp theo. Chân thành cảm ơn chị Jennifer, cảm ơn cô chú Phụng là người đã gửi tiền cho em. Và cảm ơn nhà hảo tâm. Nhà hảo tâm nào mà gửi trước em quên mất tiêu rồi. Dạ thì chân thành cảm ơn tấm lòng nhà hảo tâm cũng như cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi video của em. Chúc cô chú anh chị xem video vui vẻ, an lành và hạnh phúc, đón một xuân mới tràn ngập niềm vui bên gia đình của mình. Hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video tiếp theo. Bây giờ em xin phép trở về Vĩnh Long đây ạ.